2 liền liền. Đâu rồi? Mồm mới cầm thế nào? Thôi, về đây mà. Kia còn nhiều chứ. Mấy giờ rồi? 9 giờ. Má, tiếng nữa mà. Bạn này còn cái cằm nữa. Ừ. Cái thằng qua đường đấy về. Thằng này ngày xưa nó chở trên mình suốt mà. Cái số này thì em ấy nó có 2 số đó. Cái số này em không lưu. Nhưng mà nghe cái giọng nó biết ngay. Cái ở cái khu đấy kiểu nó họ chở thì mình hết rồi đấy. Ai cũng biết mà. Và quanh đấy có một cái xe. Gọi tổng đài nó chở nhiều. Đến tổng đài đó, ấy cái số rồi nó biết là mình đón ở đâu đâu.
Mỏi quá, mỏi quá. Cô kia là khóa cửa sớm. Hay là cô kia mới đóng cửa sớm. Nhớ bảo em cất thử chua vào tủ nhé, nó chua quá. Mình nắn cái tay vào đây xong mình nặn ra, mình cảm giác nó chui chui ra mà. À. Cảm giác ở cái ngón tay mình thấy nó chui cái mụn ra. Tới hết ngón này. Thank you.
Nhìn không?